Đây thì cái không gian mặt tiền phía trước công trình đã phần xây thô, các anh chị nhìn này, đúng theo kích thước bản vẽ. Hiện tại thì tôi đang có mặt công trình nhà chị Hà ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, và công trình đang bước vào cái giai đoạn lắp đặt cái phần thiết bị điện nước. Thì giờ mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong khám phá toàn bộ công trình này. Về cái công năng của công trình thì tầng 1 thì gồm có một phòng khách và một phòng ngủ và phòng tắm vệ sinh, phòng bếp, phòng ăn, và trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, phòng thờ và khu vực tắm vệ sinh cùng với khu vực sân phơi. Mời anh chị chúng ta sẽ khám phá vào bên trong công trình. Thế công trình này có cái vị trí là thế đất dốc. Thì các anh chị nhìn cái phía ngoài này là xây tường cột lên, nó phải lên đến 3,5-4 m. Sau đó chúng ta bắt đầu mới tiến hành đổ bậc thì nó tạo cái vũng rất là sâu. Thì các anh chị chú ý vậy. Và đây thì cái không gian mặt tiền phía trước công trình đã phần xây thô, các anh chị nhìn này, đúng theo kích thước bản vẽ. Cái hình bản vẽ thì tôi để bên cạnh để các anh chị có thể xem cái mặt tiền chính thức của công trình. Mặt tiền là 8 m các anh chị nhé. Chiều sâu nhà theo tim cột là 13 m, còn cái phần trên đua ra, nó khoảng tầm 1,5 m nữa thì nó sẽ là 14,5 m các anh chị nhé. Để mời anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong. Đây là cái khoảng sân rất là rộng của công trình, thì anh chị để lại một cái lô đất phía bên ngoài 5 m phía bên kia, còn đây thì toàn bộ cái công trình này thì sẽ xây ở phía bên này các anh chị nhé. Thì mời anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong để chúng ta khám phá công năng của công trình. Thì đến hôm nay thì các bác thợ đang tiến hành làm phần điện nước. Thì bên trong công trình ở dưới tầng 1, tầng 2 đã đỡ hết cái phần dàn giáo rồi. Chúng ta nhìn cảm giác nó rất là thông thoáng. Tại vị trí tôi đang đứng đây là khu vực phòng khách của gia đình. Thì từ phía bên này và sang phía bên này là phòng khách. Đấy các bạn nhé. Đây, sang toàn bộ khu vực cầu thang đây sẽ là phòng khách của gia đình. Và sau này có cái vách xì xì đây. Đấy, thì đây là không gian phòng khách. Thì chúng tôi đã mở ô cửa sổ này. Ô cửa sổ rất to và thoáng ở đây. Đấy, các nhìn ô cửa sổ này. Và cái phần này thì chúng tôi để lõm lại để sau này bố trí cái vị trí tranh treo đấy, ở trong cái khu vực này. Đấy. Còn khu vực phòng khách thì ở vị trí này thì chúng tôi cũng thiết kế xây lõm lại này, tầng 10 để chúng ta đặt vị trí tivi ở đây. Đấy, các chị nhìn, đấy cái vị trí này xây tường lõm này. Đấy. Thì đối diện phía bên tường này thì các anh chị sẽ quan sát sang phía bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái ô cửa sổ. Đấy, rất là nhỏ. Từ dưới lên trên để chúng ta lấy ánh sáng toàn bộ vào không gian nhà. Thì ngoài cửa chính này, hai cửa sổ với một cái ô cửa sổ vừa rồi thì phòng khách chúng ta rất là thoáng. Tiếp tục chúng ta đi dọc hành lang này xuống đây. Ở cái hành lang này thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái sảnh phụ. Sảnh phụ, và tại vị trí này thì gió rất là mát, thì có một ô cửa sổ này và lối đi vào. Từ cái quỹ đất bên kia chúng ta đi thì đây là không gian sảnh phụ. Sau đó mới đến khu vực phía này là khu vực phòng ăn anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ đến đây là khu vực phòng ăn này. Đấy, phòng bếp và phòng ăn. Tại vị trí này thì chúng tôi cũng tính toán lấy hết ô cửa sổ, ánh sáng toàn bộ đưa vào trong gian bếp. Và tại cái khu vực này là khu vực chúng ta phần rửa bát ấy, rửa bát đĩa này. Thì các anh chị nhìn thấy chúng tôi để sẵn một cái ô thoáng, rất là thoáng. Khi chúng ta rửa rau, cỏ, củ và bát thì chúng ta có thể view được cái góc đằng trước để mắt nó không bị tức mắt. Các anh chị chú ý vậy. Rồi bây giờ mời các anh chị chúng ta sẽ đi sang phía bên này để chúng ta khám phá tiếp cái không gian bên trong. Ở tại vị trí này thì chúng ta sẽ đến với phòng khu vực cầu thang. Đấy, đấy, khu vực cầu thang và phòng khách. Thì chúng ta sẽ đi đến tiếp theo là một cái phòng ngủ ở phía dưới này. Đấy. Ở vị trí bậc cầu thang này thì tôi giới thiệu thêm cho các anh chị là cái khu vực bậc cầu thang này là tiến hành là đổ bê tông. Đổ luôn bê tông các chị nhé. Đây chúng ta nhìn này, đổ luôn bê tông, không phải xây gạch, chúng ta đổ luôn để đảm bảo độ chắc chắn cho công trình. Và sau khu vực cầu thang này thì các anh chị sẽ đến cái khu vực ở đây. Đây là cái phòng ngủ ở phía dưới. Các anh chị nhìn, đây là toàn bộ cái phòng ngủ phía dưới. Ở cái phòng ngủ này thì là có cái phần vệ sinh khép kín bên trong. Ở đây thì có chỗ không gian vệ sinh sau này xây. Và đây là có hai ô cửa sổ lớn để lấy gió ánh sáng. Đây các anh chị nhìn ống và khu vực bên trong vệ sinh khép kín. Thì mời các anh chị chúng ta sẽ cùng tôi để lên trên tầng trên. Thì trên tầng trên gồm có 3 phòng ngủ, phòng thờ và khu vực tắm vệ sinh với sân phơi ở trên tầng trên. Còn công năng thì tôi sẽ để trên màn hình, các anh chị sẽ nhìn chi tiết ở trên màn hình.
giờ mời anh chị chúng ta sẽ khám phá lên tầng trên. Thì chúng ta sẽ đi các cái bậc ở trên này để các anh chị cái chiều cao bậc thì chúng tôi cũng tính toán theo đúng cái kích thước đạt theo chuẩn trong quá trình thi công xây dựng. Đấy, mời các anh chị chúng ta sẽ bước lên trên. Đây, khu vực cầu thang này chúng ta sẽ đi lên đây. Và tại cái vị trí cầu thang này thì chúng tôi cũng thiết kế các cái ô lõm một chút để sau này treo các bức tranh và ánh điện hắt. Đây các anh chị, 1, 2, 3 này, 4 cái không gian lõm và theo thứ tự từ thấp lên cao. Thì chúng ta nhìn vào cái khoảng không của cái khu vực cầu thang này thì chúng tôi có cái ô cửa sổ để ánh sáng toàn bộ vào trong khu vực cầu thang. Đây, tại cái vị trí này khi chúng ta sẽ lên cầu thang ở đây thì chúng ta sẽ đi vào hai hướng. Một cái hướng cuối nhà thì có phòng ngủ và đây là phòng tắm và phòng sinh, khu vực sân phơi. Đấy, như trên bản vẽ các anh chị quan sát thì chúng ta sẽ đi cái hướng cuối nhà trước nhé. Đây thì chúng ta sẽ đến khu vực, đây là khu vực phòng tắm. Đấy, các anh chị nhìn đây, phòng tắm này thì bao giờ cái cốt nền của nó cũng thấp hơn này, anh chị nhìn đây. Đấy, có bác thợ tay nghề bậc 77. Đây, bạn Carmen sẽ đứng lùi vào trong để quay ra thì chúng ta nhìn cái cốt nền nó thấp hơn. Đây, đây này, các anh chị, khi chúng ta làm cái phần phòng tắm, cái cốt nền nó thấp hơn để khi chúng ta tắm giặt giũ nước thì nó sẽ không tràn lên trên này. Các anh chị chú ý như vậy. Đấy, đây khu vực phòng tắm nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ khám phá cái không gian ở đây là một phòng ngủ này. Phòng ngủ này thì các anh chị nhìn là ba ô cửa sổ lấy toàn bộ ánh sáng vào trong nhà, để rất là thoáng. Và cuối cái phòng vệ sinh bên này thì chúng ta sẽ có khu vực sân phơi. Thì chúng ta ở đây đặt máy giặt này, khu vực sân phơi thì ở đây toàn bộ là cái phần cửa to và rộng. Ở đây thì khi chúng ta đặt máy giặt ấy thì chúng ta phơi hầu như là nó khô 80% rồi. Đấy, nó khô 80% rồi, cho nên chúng ta chỉ cần một chút thôi thì chúng ta sẽ khô hết. Và ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục mời các anh chị chúng ta sẽ đi lên phía trước, gồm có phòng thờ và hai phòng ngủ nữa các anh chị nhé. Ở cái không gian phía trước này thì ở đây tại vị trí cầu thang trên này thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ. Đây, một cái phòng ngủ nữa các anh chị này. Phòng ngủ này thì có hai ô cửa sổ lớn. Đấy, để chúng ta lấy ánh sáng đi vào trong nhà. Đấy, các anh chị nhìn. Và tại vị trí không gian của cái phòng ngủ này thì có thêm một cái không gian nữa, đó chính là khu vực phòng tắm và vệ sinh khép kín ở trong đây. Đây các anh chị nhỉ. Đấy, tắm khép kín ở trong đây, giờ chưa có điện, nó đang tối. Thì các anh chị sẽ hình dung sau. Đây, mời các anh chị chúng ta sẽ qua bên này. Qua bên này thì chúng ta sẽ, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lối đi đây, chúng ta sẽ vào, một là phòng thờ phía bên tay tôi chỉ, thứ hai là phòng ngủ ở đây. Thì ở đây có các bản vẽ của các anh, bản vẽ điện nước. Hôm nay làm điện nước thì nó chỉ có những cái bản vẽ về điện nước, nó hơi nhỏ. Bạn Caramel sẽ quay sát gần lên thì tôi sẽ chia sẻ các bạn. Ở đây ở trên tầng 2 của chúng ta, vừa chúng ta đi cầu thang lên đây thì tại vị trí đây chúng ta đã vào đây này, khu vực tắm, phòng vệ sinh này và khu vực sân phơi. Đây một phòng ngủ này. Phòng ngủ chúng ta vừa vào đây là phòng ngủ có vệ sinh khép kín đây. Và đây chúng ta là sẽ là cái phòng ngủ nữa. Và đây là phòng thờ và cái phần ban công. Thì chúng ta sẽ khám phá tiếp ở trên. Đây là cái bản vẽ điện thì chi tiết. Đây các anh chị nhìn bản vẽ điện đây. Đấy. Còn ở dưới tầng 1 thì chúng ta nhìn ở dưới tầng 1 đây. Ở tầng 1 đây thì chúng ta vừa rồi chúng ta khám phá đây rồi. Toàn bộ không gian đây là phòng khách này. Đấy, có chỗ này vách CNC này. Và đây là cái ban công chung này. Chúng ta đi vào bếp này. Đây một phòng ngủ và đây khu vực vệ sinh ở phía dưới này, chung này. Đấy các anh chị. Giờ chúng ta sẽ, đây là cái phần điện nước thì các anh chị nhìn nó đơn giản. Rồi tiếp theo thì đây là cái khu vực phòng phòng ngủ. Phòng ngủ đây. Đây toàn bộ phòng ngủ của chúng này. Thì bên này là có hai cái cửa sổ. Hai cửa sổ anh nhá. Đấy, anh chị quan sát. Phòng ngủ đây có hai ô cửa sổ rất là thoáng này. Giờ chúng ta đi sang phòng thờ nữa là hết cái tầng 2 này. Đấy, mời các bạn chúng ta sẽ khám phá không gian tiếp theo. À, tiếp theo chúng ta sang phòng thờ. Phòng thờ bên này thì đây là toàn bộ cái không gian phòng thờ của gia đình. Thì tất cả cái ô cửa sổ từ dưới đến trên này, đây tất cả trên này, và đây là cái không gian phòng thờ. Và tại vị trí phòng thờ này chúng ta có cái ban công rất là rộng và thoáng ở phía ngoài này. Đây các anh chị nhìn phía ngoài này. Đấy, thì vừa rồi thì tôi xin phép là giới thiệu nhanh với các anh chị toàn bộ cái công trình đang hoàn thiện xong phần thô. Và nếu mà anh chị theo dõi kênh YouTube Phạm Văn Tuân thì chúng tôi tiếp tục cập nhật các tiến độ của công trình này. Mà anh chị cần tư vấn thiết kế ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thì hãy liên hệ ngay với số hotline là 0386 325 566. Các anh chị muốn tham quan công trình của nhà chị Hà tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thì hãy liên hệ ngay với nhà đẹp Green theo số điện thoại 0386 325 566. Chúng tôi sẽ chia sẻ trực tiếp cho anh chị. Và cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.
rất nhiều các đơn vị để thiết kế, nhưng mà tại sao mình lựa chọn anh Tuân? Tại vì sao? Anh Tuân có những cái mà tư vấn hay là những cái mà tư vấn cho gia chủ ấy thì thực ra là rất là quan tâm. Thì mình có rất nhiều cái sự lựa chọn khác nhau nhưng mình vẫn lựa chọn anh Tuân. Và hiện tại thì mình đây cái công trình của gia đình ấy thì thực sự rất là ưng ý với cái thiết kế của anh Tuân. Các bạn mà có một muốn có một kiến trúc đẹp, công năng hợp lý, có một cái cấu vững chắc thì hãy liên hệ với công ty nhà đẹp của Dinh. Thì công ty nhà đẹp của Dinh thì làm cho bao nhiêu khách hàng quý và không có một lời phản ánh nào cả. Rồi em thực tế là em không biết với công ty nhà đẹp của Dinh, nhưng mà trong quá trình là tìm hiểu tư vấn thì anh Tuân là người tư vấn nhiệt tình nhất. Và các kỹ sư kiến trúc sư thì làm cho em một sự hài lòng vững chắc. Em không có gì rồi, em gửi lời cảm ơn giám đốc công ty nhà đẹp của Dinh là anh Phạm Văn Tuân cùng toàn thể nhân viên công ty. Em chúc cho công ty ngày càng phát triển nữa, ngày càng làm nhiều ngôi nhà đẹp để cho cái giải trẻ em nhà mình ngày càng phát triển và nhiều ngôi nhà đẹp để học lên. Toàn bộ công trình là mặt tiền là 10m, chiều sâu nhà 20m, không có một cái cột nào. Và bây giờ thì tôi xin phép phỏng vấn anh chị Chính Hân một chút về cái sản phẩm dịch vụ của nhà đẹp Green. Chào chị Hân nhé. Thì bây giờ khi chị sử dụng nhà đẹp Green, chị thấy là cái công trình mình mà sử dụng cái công nghệ mới không có một cái cột nào nó so với cái nhà cũ, cái công trình cũ, thì chị ở chị thấy thế nào ạ? Thấy thoáng và rộng. Thoáng và rộng. Và nói chung là tiện gia đình bán hàng như thế này rất là thuận lợi, nó không vướng cột, nó không có che lấp mặt hàng. Thì cô cũng cảm ơn tất cả công ty nhá, đã lấy được cái nhà đẹp cho cô mới lại cho các em. Cô cũng rất là cảm ơn đó, được ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn cô và toàn thể gia đình. Chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, càng các em luôn luôn mạnh khỏe, và các cháu vạn sự và mạnh khỏe, và công việc làm việc được tấn tới và thành đạt, và mọi sự như ý ạ. Thế cô cũng cảm ơn tất cả trong anh em trong công ty nhé. Mạnh khỏe, coi như làm ra nhiều nhà đẹp. Thế cô không biết nói gì, cô chỉ biết nói thế thôi. Xin chào tất cả các bạn. Chào các anh chị.